kỷ niệm 10 năm ca hát. Chính vì vậy mà Hà muốn làm những cái điều gì thật là đặc biệt để dành tặng cho tất cả các khán giả ạ? Thôi không cần ai. Đây là một cái dự án mà tôi quay lại cách mà ngày xưa người ta làm đĩa nhạc thu sóng với băng nhạc và tất cả chỉ chạy một chuột thôi, thì nếu mà có hư là phải thu lại. Với cách thu live lần đầu tiên như vậy thì Hồng Hà sẽ có thể đưa được những cái cảm xúc tốt nhất của cô ấy trong cái album mới nhất của Hồng Hà. À, hy vọng là với tất cả những gì mà cố gắng nhất thì mọi người sẽ đón nhận cái sản phẩm nhạc ấy nhé. Nghĩ rằng là đây là một cái hình thức rất mới và rất đáng hoan nghênh trong thị trường âm nhạc Việt Nam. Hát live với một ban nhạc và thu trực tiếp như thế thì không phải ai cũng có thể làm được. Cảm thấy để phục sự chuyên nghiệp trong cách làm việc và phong cách của chị Hồng Hà đã đóng một cái vai trò khác, là một cái thành viên trong cái ekip để tạo nên cái sản phẩm này. Tôi cứ yêu không cần nghĩ đến. Âm nhạc ở trong CD lần này, mọi thứ đều diễn ra rất là mộc mạc, đơn giản nhưng mà chất. Tiếc thương là khó để chúng ta tìm được một cái ca sĩ đủ cái bản lĩnh như Hà. Hy vọng là với cái dự án táo bạo lần này của Hà thì đây sẽ là một trong những cái điểm son nổi bật trong cái sự nghiệp ca hát mà đã được chạm mốc 10 năm của Hà rồi.